Phải nói rằng là từ năm 2007 khi mà An rời trường Đại học Ngoại thương thì ngày hôm nay phải nói rằng là một sự kiện đầu tiên và rất là đông các bạn sinh viên sau suốt 9 năm gắn bó với các bạn sinh viên. Thay mặt công ty truyền thông Đào tạo Bạch Kim xin trân trọng gửi đến thầy cô những cuốn sách bảo hiểm mà An đã viết. Xin cảm ơn. Phạm Bích Hồng, trưởng khoa bảo hiểm, nhưng tặng bó hoa tươi thắm cho diễn giả Nguyễn Thanh An ạ. Thay mặt khoa bảo hiểm, thay mặt các thầy cô cũng như là các em sinh viên của khoa, xin cảm ơn diễn giả Thanh An đã đến thổi bùng ngọn lửa đam mê bảo hiểm vào cho các tân sinh viên khóa 9. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt hơn nữa cho ban nhạc Way Acoustic. Hôm nay thì cũng là một ngày rất là tuyệt vui và tuyệt vời. Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng. Đón ngày nắng sớm chiều qua hàng cây buồn sáng. Everyone knows the road to freedom. Everyone knows the road. Ngọt ngào rồi nhận đắng cay vì ai nhưng đâu đây không có sự đau yeah yeah yeah. Thật sao giờ hơn một năm trôi qua người đã cách xa thật nhiều, anh nghe tiếng lá rơi không còn thương nữa. Để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với sự sôi động trẻ trung và những bước nhảy vô cùng điêu luyện đến từ nhóm nhảy Pop Pop. Nơi tình yêu bắt đầu với sự song ca Đắc Mạnh và Hồng Nhung đến từ D9BH3. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỏi đây đêm có ai?
giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ. Mình ngồi thành thật lâu bên nhau lặng lẽ. Ngày mùa đông ơi xin hãy làm tiếp rơi. Em biết anh cần em và thời gian đời xin hãy ngừng cho tay. Và thưa quý vị và các bạn, để tiếp nối chương trình, chúng ta hãy đến với vở kịch Học Sinh Cá Biệt để thấy lại, sống lại những kỷ niệm của một thời đã qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Con kính chào quý vị khán giả. Thế Mỹ, cô hỏi con sao ngày hôm kia con không đi học? Dạ thưa cô, tại mẹ con dặn hết đồ của con rồi. Cô dạy con như thế nào, con xin lỗi bạn đi. Xin lỗi bạn. Con phải xin lỗi nhẹ nhàng chứ. Nhẹ nhàng đi. Mình xin lỗi bạn. Con nói cái gì đấy? Để yêu thương qua ca khúc Hẹn Gặp Lại Anh với phần thể hiện của tốt nữ đội văn nghệ Hoa Bảo Hiểm. Vào xa xăm, cớ sao không nhìn thấy anh?
từ lâu đã ngắm em xinh như một thiên thần. Kén kê ai cần biết anh, người ta đã ngắm muôn hoa vàng mùa xuân. Với bao nhiêu là ý thơ, bỗng anh làm tan ước mơ. Thật tươi mới và đặc biệt là với các bạn tân sinh viên, đây sẽ là những cơ hội